Chào mừng anh chị đã quay trở lại với channel của Công ty Cổ phần Công nghệ DS Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu sử dụng mạng Internet ngày càng cao. Ở mọi lúc mọi nơi với các công nghệ hiện đại như ngày nay thì việc cung cấp mạng Internet khá là dễ dàng. Với các giải pháp mạng không dây và có dây, nhưng đó là đối với những địa hình dễ dàng triển khai đi dây như trong các khu thành thị và khu dân cư. Vậy còn những địa hình phức tạp như những vùng đồi núi, đầm phá, biên giới, hải đảo, những khu vực không thể đi dây thì sẽ làm thế nào? Sử dụng những thiết bị gì để triển khai một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí? Thì hôm nay phòng kỹ thuật của DDS xin gửi tới anh chị một giải pháp có thể khắc phục được vấn đề đó. Đó chính là thiết bị truyền dẫn không dây điểm điểm CPE3. Đây là thiết bị được IPCOM thiết kế cho các giải pháp mạng không dây với khoảng cách xa và được ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, và đặc biệt là để truyền dẫn video trong ngành camera giám sát. Giải pháp này khá là đơn giản, chỉ bao gồm hai thiết bị thu phát không dây, không cần cấu hình phức tạp. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần mở hộp của bạn kỹ thuật viên của DDS nhé. Xin chào, mình là Cường, kỹ thuật viên DDS. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trên tay vào một sản phẩm này. Đây là hộp của sản phẩm, chúng ta sẽ cùng tiến hành mở hộp. Bên trong hộp chúng ta có một thiết bị IPCOM CPE3. Về phụ kiện đi kèm, chúng ta có một sách hướng dẫn cài đặt, một adapter cấp nguồn 12V 1A, một PoE detector cũng để cấp nguồn, hai dây rút, và cuối cùng là vít và nở. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về thiết bị CPE3 này. Như các bạn có thể thấy, thiết bị này sẽ có dạng hình chữ nhật, được vát hai đầu. Vỏ bên ngoài sẽ được làm bằng nhựa màu trắng khá là chắc chắn. Ở mặt trước sẽ là vị trí logo IPCOM. Ở cạnh bên sẽ có đèn LED trạng thái. Ở đây chúng ta có thể thấy là có 5 đèn. 3 đèn đầu tiên sẽ chỉ cường độ tín hiệu từ cao đến thấp. Đèn tiếp theo là chỉ trạng thái Wi-Fi và PoE LAN. Ở mặt sau là vị trí để cố định thiết bị. Chúng ta có thể sử dụng ốc vít hoặc là dây rút để cố định thiết bị. Khi chúng ta thi công thì có thể đặt thiết bị nằm đứng để gắn thiết bị lên cột hoặc là lên tường, hoặc sẽ đặt thiết bị nằm ngang để sử dụng để cấp tín hiệu cho camera thang máy. Để có thể cấp nguồn cho thiết bị thì chúng ta sẽ cần tháo nắp ở mặt dưới ra. Ở bên trong các bạn có thể thấy đây có một cổng cấp nguồn DC, một nút reset và một cổng LAN hỗ trợ PoE với tốc độ là 100m. Chúng ta sẽ có hai cách để cấp nguồn cho CPE3. Tùy theo từng điều kiện thực tế, anh chỉ có thể lựa chọn cách cấp nguồn sao cho phù hợp. Cách thứ nhất là sử dụng adapter đi kèm. Cách thứ hai là sử dụng adapter đi kèm cộng với PoE detector. Cách này có thể tăng khoảng cách truyền dẫn cũng như cấp nguồn lên đến 30m. Về thiết bị CPE3, thiết bị này sẽ hoạt động ở băng tần 2.4GHz với tốc độ không dây là 300m. Bên trong thiết bị sẽ là một anten định hướng có độ lợi là 8 dBi, sẽ mang lại khả năng truyền dẫn tối ưu với khoảng cách truyền dẫn tối đa là 500m. Ngoài ra, thiết bị này còn hỗ trợ chuẩn chống bụi, chống nước IP65, sẽ đảm bảo cho thiết bị hoạt động bền bỉ ở nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. CPE3 có thể sử dụng để truyền dẫn không dây cho camera thang máy hoặc camera ngoài trời. Khi chúng ta sử dụng thì sẽ cần một cặp thiết bị với một CPE3 đóng vai trò là thiết bị phát và một CPE3 đóng vai trò là thiết bị thu. Trong khoảng cách 500m thì với một cặp CPE3 có thể truyền dẫn tín hiệu tối ưu cho hai camera 2m với bitrate là 4m. Chúng ta có thể quản lý các CPE3 qua giao diện web hoặc quản lý tập trung qua phần mềm CPE Controller. Sau đây sẽ xong thủ kỹ thuật chi tiết của sản phẩm. Trên đây là phần mở hộp và giới thiệu sản phẩm CPE3. Như anh chị có thể thấy, đây là một sản phẩm hoàn hảo cho nhu cầu truyền mạng dẫn không dây điểm điểm. Sản phẩm này phù hợp với nhu cầu cung cấp mạng Internet ở nhiều môi trường khác nhau. Ở những khu vực rộng lớn như quảng trường, tuyến phố, bệnh viện, trường học, và đặc biệt là nhu cầu lắp đặt camera trong thang máy hoặc địa hình khó và không thể đi dây khác. Với thiết kế để sử dụng ngoài trời chuyên nghiệp, với chuẩn chống nước IP65 sẽ mang lại hiệu quả cao cho việc truyền dẫn trong nhiều điều kiện thời tiết. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ hotline của phòng kỹ thuật.
và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video sắp tới.